phim kinh dị hay ở thời đại này, thú thật là không quá nhiều. Mà còn phải là một thương hiệu phim kinh dị kéo dài nhiều phần thì càng hiếm gặp hơn, trừ những con cưng từ các hãng phim lớn như The Conjuring hay Annabelle. Vậy các bạn có từng nghe về loạt phim Terrifier hay Gã Hề Điên Loạn hay chưa? Một trong những nhân vật kinh dị thuộc hàng biểu tượng mới của làng phim kinh dị thế giới. Và đó cũng chính là lý do mà chúng mình ở đây ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Web Movie. Nhân lúc phần 3 của loạt phim đã vừa được công chiếu, ngay bây giờ sẽ là toàn bộ các sự kiện đã xảy ra trong 3 phần phim Terrifier, một bộ phim body horror cực kỳ nặng đồ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Weirdo, go! Mọi chuyện bắt đầu vào đêm Halloween tại thị trấn Miles khá ảm đạm. Hai cô gái trẻ là Tara và Dawn đang về nhà sau một buổi tiệc tùng thả ga. Nhưng chơi chưa đủ, Tara chợt nảy ra ý kiến đi ăn đêm. Trong khi Dawn đang do dự thì bỗng từ trong căn hẻm tối xuất hiện một chú hề mang nụ cười đáng sợ. Nhưng gã cũng nhanh chóng biến mất, khiến cho Tara không nghĩ ngợi nhiều mà lôi Dawn đến một cửa hàng pizza. Tại tiệm pizza, tên hề với trang phục màu đen trắng mà Dawn đã thấy đã ngang nhiên bước vào nơi đây. Không những thế, hắn ta còn liên tục nhìn chằm chằm vào Tara mà làm những khuôn mặt quái dị. Vị chủ quán thấy tên hề chẳng nói chẳng rằng, đã vậy còn chọc ghẹo hai cô gái nên ông đã nhanh chóng tống cổ hắn khỏi nơi đây. Tới khi hai cô gái rời đi, họ nhận ra lốp xe đã bị rạch nát. Nửa đêm giữa nơi vắng vẻ, Tara đành quyết định gọi cho em gái của mình là Vicky tới đón. Và đương nhiên, Tara cũng không ngừng nghĩ về tên hề. Cô nghi ngờ hắn chính là kẻ đã rạch lốp xe khi mà ở hắn luôn tỏa ra cảm giác vô cùng đáng sợ. Về phần của tên hề, hắn đã quay trở lại cửa hàng pizza với mục đích trả thù vị chủ quán. Kết cục là cả chủ quán lẫn nhân viên trong tiệm đều đã bị gã hề làm cho đăng xuất ngay tức thì. Về phía của Tara, việc ngồi chờ em gái tới khiến cho cô vô cùng sốt ruột và buộc phải tìm chỗ đi vệ sinh. Cho tới khi John chợt nhìn thấy một tòa nhà bỏ hoang nên đã gợi ý Tara vào đó để đi nhờ. Sau một hồi thuyết phục Mike, nhân viên của tòa nhà, Tara đã bước vào trong để đi vệ sinh và để lại John một mình trong xe. Hóa ra, căn nhà hoang này đang chuẩn bị được Mike kích nổ bom sinh học vì nơi đây có rất nhiều chuột, nên anh cũng đã dặn Tara phải mau chóng giải quyết vấn đề rồi rời đi. Xong, cũng tại tòa nhà này, Tara đã gặp Cat Lady, một bà mẹ loạn trí luôn ôm một con búp bê và nhận đó là con gái của bà. Trong khi đó, John đang mải mê chụp ảnh ở trong xe, thì bất ngờ cửa xe đã ngay lập tức bị mở tung. Người ngồi vào ghế không ai khác, chính là tên hề bí ẩn. Và khi Tara chuẩn bị ra khỏi tòa nhà, cô đã chạm mặt với tên hề sát nhân và cuống cuồng bỏ chạy mà không nghĩ gì nhiều. Cô ẩn nấp sau chiếc ô tô ở gara, nhưng khi Tara kịp chạy tới cánh cửa, cô đã bị tên hề tóm lấy mà rút gân chân của cô. Với sức mạnh khủng khiếp, tên hề đè Tara xuống mặt đất, định tự tay lôi nhãn cầu của cô ra. Xong, Tara đã vơ lấy con dao mà đâm hắn một nhát. Cô cố gắng chạy lên tầng trên của tòa nhà và thật may mắn khi đã gặp lại Mike. Tuy nhiên, vì Mike đang đeo tai nghe nên anh ta không hề nghe thấy Tara. Vậy là cô đã bị gã hề bắt kịp và tiêm một liều an thần. Khi Tara tỉnh dậy, trước mặt cô là cô bạn John đang bị treo ngược. Tara vừa vùng vẫy khỏi đống dây chói, vừa kinh hãi chứng kiến bạn mình bị xé xác bởi tên hề. Ngay khi màn tra tấn dã man kết thúc, Tara giật văng dây chói để tháo chạy và cố gắng giữ mạng. Trong lúc chạy trốn, cô đã kịp vơ lấy một thanh gỗ nhọn để phòng vệ, rồi liên tục tung ra những cú đánh trời giáng vào đầu của tên hề, khiến cho hắn bỗng chốc co rúm lại như thể sợ hãi. Cơn cuồng nộ của Tara nổi lên. Xong, đúng lúc cô định nã một nhát chí mạng vào đầu của hắn, tên hề đã bất ngờ rút súng ra và bắn vào đầu của cô. Hắn còn điên cuồng găm đạn vào những bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là khuôn mặt của Tara. Đúng lúc này, tiếng súng đã thu hút được sự chú ý của bà mẹ loạn trí, Cat Lady, và bà ta đã xuống tầng hầm rồi chứng kiến toàn bộ quá trình giết người của tên hề. Cat Lady hoảng hốt cố gắng kể lại sự việc cho Mike, nhưng người dọn dẹp đương nhiên là bỏ ngoài tai. Kết cục là Mike đã bị tên hề dùng búa nã nhiều phát vào đầu đến ngất lịm. Cat Lady thì nhanh chóng quay lại tầng hầm để ôm lấy con búp bê rời khỏi nơi đây. Nhưng cô không thể tìm thấy thứ đồ chơi mà cô coi là con của mình nữa. Hóa ra, tên hề đang ôm nó trong tay để dụ cô tiến lại gần. Bà mẹ loạn trí không quá hoảng sợ mà cố gắng thuần hóa tên sát nhân, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng như một đứa con nít. Mặt khác thì trước đó không lâu, tên hề đã phát hiện ra em gái của Tara là Vicky đang đứng trước tòa nhà để đón chị và hắn đã gài bẫy buộc cho Vicky phải tiến vào tòa nhà này. Tuy nhiên, khi Vicky tìm tới tầng hầm, cô đã tận mắt trông thấy cái xác thảm hại của chị Dawn. Cô hoảng sợ tìm kiếm Tara, xong chỉ thấy hai cái xác khỏa thân nằm trên sàn. Một bên là Cat Lady, người vừa kêu gào Vicky cứu giúp, vừa cố cảnh báo cô điều gì đó. Nhưng cái xác còn lại chính là của tên hề. Từ đây, hắn ta đột nhiên ngồi dậy và bắt đầu tấn công Vicky.
Cô lao như bay đi tìm cửa thoát hiểm và vô tình tìm thấy xác của chị mình. Vì quá đau khổ, cô không biết tên Hề đang đứng ở ngay phía sau. Hắn đã dùng một sợi dây xích có gắn đầu sao nhọn mà điên cuồng quật ngã Vicky. May mắn là anh nhân viên dọn dẹp Mike đã tỉnh lại và lao tới khống chế tên Hề rồi vội vã đưa Vicky rời đi. Đồng thời, anh cũng gọi điện cho cảnh sát trình báo toàn bộ sự việc. Xong, gã Hề vẫn chưa buông tha cho bọn họ. Hắn đã nhân lúc Mike mất cảnh giác mà đập đầu anh nhân viên tới chết. Vicky nhân cơ hội mà chui qua một cánh cửa để lẩn trốn trong gara. Từ bên ngoài gara, gã Hề đã dùng ô tô húc bay cánh cửa và tông ngã Vicky. Sau đó, hắn ngồi bên cạnh cô gái, không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cô. Cho tới khi đội cảnh sát ập vào hiện trường, họ phát hiện ra Vicky đã bị tên sát nhân ăn mất một nửa khuôn mặt. Các sĩ quan cảnh sát cố giữ bình tĩnh và yêu cầu kẻ điên rồ này giơ tay chịu trói. Tuy nhiên, gã Hề đã dứt khoát nổ súng tự thổi bay đầu mình. Những tưởng mọi việc đã kết thúc ở đây khi toàn bộ các thi thể tại hiện trường đã được đem tới nhà xác. Xong, ngay khi pháp y mở bao đựng xác của gã Hề ra, gã sát nhân bật dậy sát hại bác sĩ pháp y. Thông qua đó, khẳng định Arch the Clown chính là một thực thể có sức mạnh bất tử. Ở chiều hướng khác, sau cái chết của Tara, Vicky trở nên khép kín. Nhưng lý do lớn nhất để cô thay đổi đến như vậy là vì khuôn mặt của cô đã thực sự bị hủy hoại. Một năm sau, cô được người dẫn chương trình nổi tiếng là Monica Brown mời lên sóng trong sự kiện tưởng niệm những nạn nhân của tên gã Hề sát nhân. Monica bề ngoài tỏ ra vô cùng thông cảm và thương xót cho Vicky, khiến cho Vicky cảm động mà chia sẻ toàn bộ sự việc. Là người duy nhất sống sót sau thảm kịch ấy, Vicky nhấn mạnh tận mắt cô đã chứng kiến Arch the Clown tự hủy, hắn không thể sống sót. Xong, Monica đã cập nhật thông tin rằng gã sát nhân đã biến mất không dấu vết trong phòng khám nghiệm tử thi, làm cho Vicky chợt lo lắng không yên. Sau khi chương trình khép lại, Monica đã gọi điện cho bạn trai và phàn nàn về buổi phỏng vấn với Vicky. Monica không ngớt lời giễu cợt khuôn mặt nát bấy của cô, thậm chí còn cho rằng sự sống sót của Vicky là phí hoài, vì nếu cô có khuôn mặt như thế, cô thà tự đăng xuất bản thân mình còn hơn. Không ngờ, Vicky đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, rồi từ phía sau hậu trường, cô lao tới cào nát mặt cô MC và hả hê cười lớn. Nối tiếp những diễn biến từ phần 1, sau khi sống dậy một cách bất ngờ trong nhà xác, tên Hề sát nhân đã ngay lập tức kết liễu bác sĩ pháp y, bỏ lại hiện trường tanh mùi máu. Art thản nhiên ghé qua một cửa tiệm giặt là để vệ sinh trang phục. Bỗng, từ phía băng ghế bên kia xuất hiện một bóng hình nhỏ thó. Không ngờ, ở nơi đây lại xuất hiện một bé gái có bộ dạng tái nhợt, mặc trang phục đen trắng y chang gã Hề. Dấu hiệu cho thấy một bộ đôi song sát được hình thành. Vậy là sau khi có cho mình một người bạn đồng hành, Art đã nhẫn tâm sát hại nhân viên cửa hàng giặt là và tiếp tục hành trình săn người của mình. Một năm sau, căn nhà của ba mẹ con Sienna đang tất bật chuẩn bị cho Halloween. Sienna thì tự tay may trang phục cho ngày hội, bởi nhân vật nữ thần chiến binh cô muốn hóa thân là do chính người bố đã qua đời thiết kế riêng cho. Ngược lại thì em trai Jonathan đang mải mê tìm kiếm thông tin về gã Hề sát nhân, vì năm nay Jonathan sẽ hóa trang thành Art the Clown. Đêm ấy, Sienna chìm vào giấc ngủ với chiếc TV đang phát đoạn quảng cáo về khu vui chơi Clown's Cafe, khiến cho giấc mơ của cô lấy bối cảnh tại chính khu vui chơi này. Và từ đây, Art xuất hiện trong giấc mơ của Sienna với túi quà khổng lồ với đầy quả vặt, nào là bánh, nào là kẹo. Nhưng khi tới Sienna, Art lại tặng cho cô một chiếc hộp bí ẩn. Mở ra thì bên trong lại là một trái tim với vô số giỏi bọ lồm ngồm. Chưa kịp định thần, gã Hề đã bắt đầu bộc lộ bản chất khát máu khi gã bất ngờ rút ra một khẩu súng máy và sát hại toàn bộ những người có mặt tại khu vui chơi. Sienna may mắn trốn thoát và cố gắng bỏ tới phía bàn ăn, nơi có hộp ngũ cốc kỳ lạ. Và bên trong hộp ngũ cốc có thứ gì đó rất quyền năng. Ngay khi tên Hề tóm được Sienna, cô liền rút ra một thanh gươm từ trong hộp ngũ cốc mà chặn đứng họng súng phun lửa của Art. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, Sienna nhận ra bộ trang phục chiến binh của cô đang bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội khiến cho Barbara, mẹ của cô, phải hốt hoảng dập cháy. Xong, thanh gươm mà người cha qua cố để lại cho cô, thứ xuất hiện trong giấc mơ lại hoàn toàn nguyên vẹn sau cơn hỏa hoạn. Sự việc đó cũng đã khiến cho Jonathan tới trường trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Trong lúc lang thang quanh trường học, cậu bé bất ngờ trông thấy hai người mặc trang phục Hề cùng xác của một con chuột to béo ở trong tay. Hai kẻ đó chính là Art và bé gái Hề được gọi là Little Pale Girl. Ngay khi Jonathan bị trùng phát xác, Art đã thẳng tay ném con chuột vào người của cậu bé. Jonathan sợ hãi, chạy một mạch ra khỏi trường, khiến cho cô hiệu trưởng lập tức yêu cầu gặp mặt phụ huynh để xử lý hành vi của cậu. Tại một nơi khác, Sienna và cô bạn thân Ali đang cùng nhau đi mua sắm trang phục mới cho Sienna. Nhưng cũng tại cửa hàng này, Ali và Sienna đã bất ngờ chạm mặt với Art. Sienna vốn biết Art là một gã sát nhân nổi tiếng ở thị trấn Mice,
nhưng cô lại đơn thuần nghĩ người đứng trước mặt mình hiện tại chỉ là một kẻ hóa trang. Anh nhân viên cửa hàng thấy Art trêu chọc Sienna cũng đã lớn tiếng dằn mặt gã hề và tạo điều kiện cho Sienna rời đi trong yên ổn. Tuy nhiên, ngay khi cô ra về, Art đã bình thản khóa cửa tiệm và tiến tới anh nhân viên để thực hiện tội ác. Sienna sau khi trở về nhà thì đã được Jonathan kể cho nghe về chuyện gặp gã hề Art tại trường và đưa Sienna xem những bức tranh mà bố của cô từng vẽ. Trùng hợp hay, các bức vẽ đều là những nạn nhân của Art. Khi giờ tới trang vẽ nhân vật nữ thần chiến binh, Jonathan phỏng đoán rằng có thể bố đã nhìn thấy trước tương lai và định mệnh của Sienna là phải tiêu diệt Art bằng thanh gươm của bố để lại cho cô. Mặc kệ những lời gợi mở và khẩn khoản cầu xin của em trai, Sienna vẫn quyết định đi chơi Halloween cùng hội bạn gái để khuây khỏa. Lúc này đây, Ali đang chuẩn bị cho buổi tiệc tùng tối nay. Nhưng cô đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng và phát hiện gã hề đang đi lại trong căn bếp nhà cô. Ngay lập tức, Ali đã bị gã hề sát nhân hành hạ cho đến chết. Đến khi mẹ của cô trở về nhà và phát hiện xác của con gái trên giường, bà cũng không tránh khỏi số phận bị gã hề đầy đọa tới chết. Mặt khác, Sienna đã thành công hoàn thiện lại bộ trang phục nữ thần chiến binh của mình và sẵn sàng tham dự tiệc Halloween. Tụ họp với cô bạn Brooke tại một quán bar náo nhiệt, Sienna nhanh chóng bị cuốn vào cuộc vui mà lãng quên đi Ali. Brooke còn đặc biệt đưa cô một ly rượu và ép buộc Sienna phải nốc cạn. Xong, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, Jonathan đang vô cùng lo lắng và cố gắng sắp xếp những manh mối mà bố để lại. Cho tới khi mẹ nói chuyện với Jonathan về sự cố ở trường học ngày hôm nay, cậu bé đã lớn tiếng khẳng định mình không làm những trò phá phách ấy và cho rằng bố biết gì đó về tên sát nhân Art. Barbara đã thật sự không nhịn được mà xé nát cuốn sổ vẽ và tát con đau điếng. Sự tủi thân, uất ức như là một ngòi nổ thôi thúc Jonathan bỏ nhà ra đi, để lại mẹ ở nhà một mình. Nhưng rồi thì gã hề đã nhân cơ hội đó mà tiếp cận Barbara. Khi bà kiểm tra gara và phát hiện chiếc xe đã bị làm bẩn và đã nghĩ ngay đây là một trò quấy phá của cậu con trai. Đúng lúc Barbara tự tay lau vết bẩn trên kính, bà mới nhận ra gã hề đang ngồi ngay trong xe. Từ đây, Art đã nhanh chóng bắn chết bà và dụ Jonathan về nhà để chứng kiến cái xác không toàn thây của mẹ. Trông thấy thảm kịch trước mắt, Jonathan liền nghĩ ngay tới thanh gươm của bố mà chạy lên phòng. Nhưng đương nhiên là cậu không thể chạy thoát và đã bị tên hề tiêm một mũi an thần. Để rồi, hắn cũng đã vô tình nhìn thấy thanh gươm của bố Sienna để lại. Còn Sienna lúc này đây đang ở trong tình trạng mất kiểm soát. Khi Brooke đã thừa nhận cô đã bỏ mai thúy vào trong cốc rượu của Sienna. Trong cơn hoang tưởng, Sienna liên tục nhìn thấy Little Pale Girl, từ đó buộc cho Brooke và bạn trai Jeff phải đưa cô về nhà. Nhưng rồi thì Sienna bất ngờ nhận được cuộc gọi của em trai. Ấy vậy, thực chất lại là do Little Pale Girl giả giọng yêu cầu cô tới đón tại địa điểm khu lễ hội cũ, nên cô đã cùng cặp đôi Brooke tới nơi đây. Đến nơi, gã hề sát nhân tiếp tục dùng điện thoại của Jonathan mà dẫn dụ Sienna tới khu vực nhà ma, còn Brooke và Jeff đã ở lại trong xe tình tứ. Nhưng cuộc tình của cả hai đã nhanh chóng bị gián đoạn khi mà gã hề đã xuất hiện và tấn công Jeff tới chết. Hắn cũng tiếp tục lao tới truy sát Brooke, buộc cho cô phải chạy vào khu lễ hội để cầu cứu Sienna. Brooke rơi vào cảnh đường cùng khi lạc vào một nhà vệ sinh cũ. Cô vơ lấy một thanh gỗ để tự vệ, mà không ngờ Art đã thẳng tay hất axit vào mặt của cô. Tới khi Sienna phát hiện ra xác của bạn thân, Art lại tiếp tục lao tới đánh đập Sienna và bỏ lại cô bất tỉnh trên sàn để tiến tới Jonathan. Cậu em trai lúc này đã tỉnh lại sau liều thuốc mê và vô cùng đen đủi khi chạm mặt với gã hề. Với vũ khí trong tay, Art liên tục đả thương Jonathan. Nhưng may mắn là Sienna đã tỉnh dậy và bất ngờ găm cả chiếc gậy đinh vào đầu của gã và cùng em trai chạy trốn. Lúc này, Jonathan nhận ra gã hề đã lợi dụng cậu để dụ Sienna vào chỗ chết. Đó chính là điều mà bố của họ đã nhìn thấy và số phận của Sienna phải là người kết liễu gã sát nhân này. Mọi chuyện càng hợp lý hơn khi thanh gươm có thể là vũ khí duy nhất lấy được mạng hắn. Từ đây, Sienna như được tiếp thêm sức mạnh trong lần đối đầu tiếp theo với tên hề bất tử. Mặc cho Art đã sống dậy và dùng dây xích điên cuồng quật lên người của Jonathan, Sienna vẫn lấy thân mình làm bia chắn cho em. Thậm chí, cô nàng còn giật ngược lại dây xích mà chống trả, khiến cho Art phải sợ hãi lùi bước và thành công sát hại được hắn lần thứ hai. Xong, khi Jonathan ngất đi vì đau đớn, gã hề đã tiếp tục sống dậy và dùng chính thanh gươm gia truyền đâm Sienna, rồi đẩy cô ngã xuống một bể nước không lối thoát. Sienna không còn sức kháng cự, máu từ vết thương chí mạng cứ thế tuôn ra. Nhưng ngay khi cô chấp nhận kết cục thảm thương, thì thanh gươm bỗng chốc phát sáng, vết thương trên bụng cũng theo đó mà dần hồi phục. Vậy là đúng thời điểm Art đang chuẩn bị sơi tái Jonathan, Sienna đã mạnh mẽ trở lại và dùng thanh gươm đăng xuất cả chiếc đầu của hắn. Hai chị em Sienna đoàn tụ trong nước mắt, chấp nhận sự thật rằng giờ đây họ đã mất cả cha lẫn mẹ. Bỗng từ phía xác của gã hề chợt xuất hiện cô bé Little Pale Girl. Xong, cô bé chỉ nhặt chiếc đầu của Art lên và rời khỏi hiện trường với đôi mắt màu vàng sáng mà không hề làm hại hai chị em.
Phần phim thứ hai kết thúc với phân cảnh tại bệnh viện tâm thần. Nạn nhân Vicky bắt đầu hành xử cuồng nộ khi cô liên tục viết lên tường bằng máu. Chiếc bụng của cô cũng nhô cao lên như thể đang có thai. Tuy nhiên, khi bác sĩ tiến vào phòng bệnh, họ đã phát hiện ra Vicky vừa đẻ ra chiếc đầu của gã hề sát nhân với khuôn mặt vẫn còn đang cử động. Bằng chứng cho khả năng tái sinh của Art là vô cùng ngoạn mục, hắn sẽ không dừng lại và hai chị em Sienna vẫn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Bước sang phần phim thứ 3, ta được nhắc lại một chút về khoảnh khắc đã xảy ra ngay sau khi Sienna chặt được đầu của Art. Cơ thể không còn đầu của Art sau đó đã tự bật dậy và giết một viên cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Sau đó, chính cơ thể của hắn đã lấy đầu của vị cảnh sát để đi đến bệnh viện, nơi mà Vicky cùng với cái đầu sinh ra của Art như ở cuối phần trước đang điên cuồng cắn xé một y tá tại đây. Người bác sĩ phát hiện ra thì đã ngay lập tức bị cơ thể của Art giết chết. Và rồi, Art the Clown đã chính thức tái sinh khi cơ thể của hắn tìm được cái đầu mới. Đồng thời, cơ thể của Vicky nay đã được tiết lộ rằng đã bị chiếm hữu bởi Little Pale Girl. Cả hai sau đó đã dắt tay nhau đi đến một căn nhà bỏ hoang, nơi Vicky tự rạch tay của mình và để bản thân nằm yên trong một cái bồn tắm đầy máu. Ngay cả Art the Clown cũng ngồi yên bất động trên một chiếc ghế tựa và đung đưa theo nhịp. 5 năm sau, Sienna giờ đây đã chuyển sang ở với chú của mình là Greg cùng với dì Jessica. Ngoài ra thì ở đây, cô cũng rất được Gabby, con gái của hai người họ, quan tâm. Song, vì những chấn thương về mặt tâm lý sau cuộc chạm mặt với Art, Sienna cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ với ai bất kỳ điều gì về sự kiện ngày hôm đó. Thậm chí, Sienna còn ám ảnh với linh hồn đã khuất từ người bạn của mình là Brooke vì cô luôn cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bạn. Cắt cảnh đến căn nhà cũ mà 5 năm trước, Art và Vicky tới đó để nghỉ ngơi. Căn nhà đã được chuẩn bị tháo dỡ và một số công nhân đã đến nơi để xem xét, để rồi phát hiện ra hai cơ thể bị đông cứng của Art và Vicky. Nhưng ngửi được thấy mùi cơ thể của con người, cả Art và Vicky đã cử động trở lại và giết chết hai người công nhân đó với đúng tinh thần của loạt phim, chỉ có ghê hơn chứ không có ghê nhất. Trở lại với Jonathan, sau các sự kiện trong phần phim trước thì anh đã trở nên xa cách hơn với chị gái của mình. Giờ đây thì Jonathan đã học đại học và kết bạn được với Cole và bạn gái của anh ta là Mia. Mia rất ngưỡng mộ Jonathan và luôn tích cực mời anh tham gia podcast của mình vì cô cũng là một người rất đam mê những câu chuyện kinh dị về Art the Clown. Còn về phía tên sát nhân, hắn lúc này đây đã nhắm vào một nhóm người trong quán bar. Chủ đích là nhắm tới bộ đồ ông già Noel của một trong số những người đàn ông đó. Kết cục của họ thì như đã dự đoán, hai người bị bắn chết, còn người mặc đồ ông già Noel thì bị lột sạch đồ lẫn bộ râu ở trên mặt. Sau đó bị đông cứng bằng khí nitơ, rồi bị Art dùng búa đập cho vỡ vụn. Với bộ đồ hóa trang ông già Noel, Art đã đi tới một trung tâm thương mại và phát quà cho trẻ em. Đương nhiên, đó không phải là những món quà bình thường, khi mà ở bên trong đó chứa đầy chất nổ và khiến cho rất nhiều người thiệt mạng. Nạn nhân được nhắm vào tiếp theo, đó chính là bộ đôi Cole và Mia. Sau khi gã hề sát nhân đã nghe thấy cả hai bàn luận về chính mình. Và khi Cole cùng Mia đang làm tình với nhau trong nhà vệ sinh, Art đã tiến vào và sát hại cả hai rồi tắm trong máu của họ. Hành động trước đó của Art tại trung tâm thương mại đã được Sienna chứng kiến khi chỉ với một cái nhìn thoáng qua. Cô đã tin chắc rằng mình đã thấy tên hề gây ám ảnh ngày nào. Đương nhiên là sau khi thấy Art, Sienna đã đem chuyện này nói với Jonathan biết và tất nhiên là em trai cô phải cảm thấy rất hoảng loạn. Để rồi sau đó, vụ đánh bom được gây ra bởi Art cũng đã được đưa tin trên TV và cả hai chị em tin chắc rằng Art the Clown đã trở lại. Đêm đó, Sienna gặp phải một cơn ác mộng khi cô mơ thấy bố mình cùng với những tiên tri của ông, đồng thời cũng là về một số sự kiện trong cuộc đụng độ trước đó với Art. Cô sau đó tỉnh giấc và xuống nhà vì tiếng động lạ, để rồi phát hiện ra Art và Vicky đã đột nhập vào trong nhà và giết chú của mình rồi treo xác ông lên tường. Và cũng như lần trước, Sienna không thể chạy thoát khỏi được Art và đã bị hắn đánh ngất. Tới khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói chặt trên ghế và dì Jessica ở đối diện cũng không ngoại lệ. Dì cô sau đó cũng đã bị giết hại theo một cách kinh tởm nhất có thể nghĩ ra được. Không chỉ vậy, Art và Vicky còn tiết lộ cái đầu mà chúng đã chặt ra và để trên bàn chính là từ Jonathan. Và điều này đã khiến cho Sienna vô cùng điên tiết. Khi trạng thái của Sienna đang trở nên yếu đuối, Vicky, hay nói đúng hơn là Little Pale Girl, đã tính chiếm đoạt lấy thân xác của cô, nhưng bất thành. Tức giận vì chưa chiếm được cơ thể của Sienna, Art và Vicky lôi Gabby ra để tiếp tục uy hiếp cô. Lúc này, Gabby bỗng nhiên nhắc về món quà mà cô bé tính tặng cho Sienna để ở dưới gốc cây thông Noel. Không biết là thế lực nào xui khiến, Art và Vicky lại đồng ý cho phép Sienna mở món quà cho Gabby xem. Đương nhiên là chúng cũng còn khôn khi đập gãy tay cô trước khi mở.
Xong, đến khi mở món quà ra, đó lại chính là thanh kiếm đã giúp cô hạ được tên hề trong phần phim trước. Với thanh kiếm trong tay, Sienna cắt cổ Ott ở ngay bên cạnh và ném nó ghim thẳng vào ngực của Vicky để giết chết ả. Tên Ott thì không dễ ăn như thế khi hắn vẫn cỏ quay với cô bằng cái cưa máy. Cuối cùng, Sienna đâm xuyên qua người của Ott bằng thanh gươm và mở ra một cánh cổng quái lạ ở ngay giữa sàn nhà, rồi hút cả Gabby và cái xác của Vicky vào bên trong đó. Dù đã rất nỗ lực khi dùng cả cây kiếm đưa cho Gabby nắm, nhưng cuối cùng cô bé cũng đã bị hút vào bên trong cái hố và mọi thứ đóng lại. Tên Ott the Clown thì vẫn trốn thoát được và tiếp tục cuộc hành trình săn người của mình. Với cái kết khá lấp lửng của phần 3, khi tên hề sát nhân thì chưa bị tiêu diệt, còn số phận của Gabby thì vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Có vẻ như các nhà làm phim vẫn chưa muốn tha cho thương hiệu đẫm máu Terrifier này. Vậy các bạn Weirdo thì nghĩ như thế nào về loạt phim này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.